Đây là một cây xanh lá nhỏ lam biền rất là to. Đây là chỗ tuyển tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Sau đây tôi bắt đầu xử lý một tác phẩm. Đây là một cây xanh lam biền rất là to, có vành tầm 450 vành. Sau đây tôi cùng với tất cả những người yêu cây bắt đầu xử lý và tác phẩm này trở thành cây có giá trị rất đẹp. Bởi vì cây rất là to nên là phải để lầm để xử lý và mới dựng lên.
rẻ đi. Để xem nào. Thank you.
mà. Sau 2 ngày tôi đã xử lý xong cái xanh lá nhỏ làm liền, rất là đẹp, to. Vẫn gửi tới qua con video này, vẫn gửi tới tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Sẽ giúp chú tuyển tại Lục Lam một cây xanh lá nhỏ làm liền. Tất nhiên là nó vẫn còn là một số phần thô, anh em sẽ tiếp tục khắc phục, ký thêm một hai phần tử vào. Lắm đấy, gửi đến mùi này có cần nghe chưa ạ? Chích. Cái này có đủ không chưa? Lúc nãy chú rồi. Ok. Lúc này là đồ di sản đâu. Lấy điểm này thì cái đẹp. Còn nếu mà đẻ cả thì phải ký tử thì mới đẹp được.
Bất thường lên xe. Đây là một cái xanh lá nhỏ Long Biên. Anh em chú tuyển đã khai thác được châu bên giúp anh em qua 2 ngày xử lý những phần khô để anh em tiếp tục chăn nuôi. Chúng cũng phải vất 5, 7, 5, 10 năm thì còn tất được. Ngay từ đầu anh em đã theo dõi một cây rất là thô, sau đấy tôi xử lý trong 2 ngày cây đã được tương đối để anh em tiếp tục chăn nuôi. Có mặt tại xã Chu Điện. Chu Điện à? Xã Chu Điện. Xã Chu Điện, huyện Lục Nam. Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thì nhận lời với chú tuyển là có một cây xanh rất đẹp to, đây là một cây xanh cốt lá nhỏ Long Điền, và chú tuyển đã rất là có duyên đã mua được về. Bây giờ chú tạo tác trong 2 ngày trong khi thoát khỏi nhà tiếp tục chăn nuôi, chắc chắn sau 5 năm, 7 năm, 10 năm có duyên và được. Cũng như là đối với độ cao thì nó hơi cao, video này Châu muốn gửi đến tất cả mọi người yêu kênh trên cả nước để đóng góp và xây dựng và chứng kiến một tác phẩm vô cùng độc đáo trong cây xanh lá nhỏ Long Điền. Nói chung là nếu quê tỷ quá đâu quê mà lá chung có thể rất nhiều cây to, nhưng đối với cây xanh lá nhỏ này mà có cái độ nham nhú như thế này, các bạn cũng phải gửi đến tất cả mọi người yêu kênh có sự đóng góp và xây dựng rất lâu Châu mới lại lên video. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Giới thiệu với tất cả anh em, đây là chú Tuyền, mặc dù là một người rất là yêu cây và đã được rất có duyên để mua được cây xanh lá nhỏ Long Điền này về, đã nhờ tôi để xử lý và giúp chú. Đây là một chú em. Thì qua cuốn video này, Châu muốn gửi tới tất cả anh em yêu cây, các anh em số điện thoại của chú Tuyền trên app trên màn hình. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ trực tiếp với chú Tuyển với số điện thoại tôi áp chạy trên màn hình để tất cả mọi người cùng liên hệ với chú Tuyển. Chú Tuyển đã có cái điều gì vâng tất cả là xin chào tất cả những anh em yêu cây trên cả nước. Rất là cảm ơn nghệ nhân Châu đã tạo tác cho cây xanh trên lá nhỏ rất là to đẹp, rất là
có duyên sở hữu được cái tác phẩm này. Ông đi là em là con người khu xã Thu Điện, Lục Lam, Bắc Giang, đã có duyên sở hữu một cái ngôi xanh Nam Điền là một gần như một báu vật và trong những cây xanh Nam Điền lá nhỏ. Thật sự là em rất là có duyên với ngôi này. Mặc dù em mới chơi cây nhưng mà em đã sở hữu được cái ngôi xanh rất là to đẹp. Một lần nữa xin rất là cảm ơn nhà đến Nhân Châu đã giúp em chuẩn bị một tác phẩm nói tương lai sau này. Trong cái video này thì tất cả anh em rất là hồi hộp một cái xanh này cố gắng nếu mà chủ nhật có nhu cầu nào thì anh em vào trên màn hình cái số điện thoại đấy là những lời của chú Tuyển rất là bộc bạch và những người yêu cây và cũng dồn hết tâm huyết và những tâm huyết để xử lý một tác phẩm cũng rất là may. Mặc dù thì cây nó chỉ là một cái phôi nhưng mà cũng có thể là tương lai nếu anh em biết chăn nuôi và biết xử lý thì cũng trở thành những cây đẹp sau này để đóng góp cho làng cây cảnh, những cái tác phẩm mà cũng có giá trị về kinh tế, giá trị về thẩm mỹ. Qua cái video này thì Bonsai Châu Giang cũng gửi tới tất cả mọi người và những cái kiến thức và những cái phong cách để chơi cây. Với những người mà anh em có điều kiện khai thác được những cái phôi đẹp, mình xử lý tốt và hướng một cái cách để định hiến hướng được một cái cây thì cũng và qua những thời gian thì cũng trở thành những tác phẩm đẹp. Tất cả đều phải có thời gian. Rất nham nhũ. Mặc dù là rất bận nhưng mà tôi vẫn có thời gian để giúp chú em một cái tác phẩm này sau 2 ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.